Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một bộ dàn của Onkyo nhá. Đấy, bộ này là Onkyo FR9GX, dòng đời cao nhất của đời GX. Và con loa được đi kèm với nó ở đây là con Onkyo N9, cũng là đời cao nhất của đời, nở số trơn nhá. Hàng về thì nói chung là loa góc cạnh còn ok. Đấy, góc cạnh loa còn ok. Đấy, mặt mũi còn đẹp. Trên nắp thì sẽ có một vài vết xước sắt. Nói chung là hàng bãi này, cái bọn này là nó là hàng loa sơn mài nên là nó sẽ không tránh được cái vấn đề này nhá. Onkyo FR9X loa DN9, một sự kết hợp cho tiếng cực kỳ hay trong cái dòng đời 9 này. Onkyo FR9X này thì là mình có thể kết nối điện thoại máy tính, kết nối đường quang TV để nghe nhạc. Đấy, cũng như là đằng trước mặt đây chúng ta thấy là nó có cả đường CD và MD để mình chơi CD MD nữa. Đấy, thì con này thì em test CD vẫn đang sống, còn MD thì nó cho đĩa vào thì nó không đọc đĩa nhá. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ test cho các bác từng chức năng một của cái bộ dàn này nhá. Đấy, ngoại hình của nó thì em có vừa quay cho các bác rồi. Đấy. Nhìn chung là hàng cũng còn đẹp. Đấy. Và cả bộ dàn này thì giá của nó là đi $2.600.000 nhá. Các bác nào mua thì điện cho bên em. 2.600.000 nhá. Chất âm của bộ dàn khi nghe qua đường điện thoại bằng một bản nhạc guitar không lời. Tiếng nghe guitar rất là rõ nét đúng không ạ? Bát oánh sâu mềm, nghe nhạc rất là hay. Đấy. Bây giờ em sẽ mở một đoạn đường quan cho bác nghe nha. Đây. Đấy. Đêm nay mưa buồn lặng nghe mưa rơi.
Đấy chứ các bạn, các bác thấy là đường quang đều chạy này, đường điện thoại có chạy này. Đây CD. Đi CD thì là mình nên dùng các cái đĩa xịn nhé. Còn như các cái đĩa này, các đĩa này là đĩa rất là kém chất lượng. Đấy. Thì có thể là nó sẽ không đọc đâu. Em thử xem nó có đọc không nhé. Với lại là có một cái đĩa tiếng Nhật là xịn ở trong này. Nó về cùng với cả đầu máy thì bật lên phát em thấy đĩa nó chạy được luôn. Đấy, là nó báo bài và bấm vào đây nó chạy luôn. Thế còn với cái đĩa này thì em chưa thử. Nhưng mà nó vẫn đọc này. Đấy. Đây đĩa này đĩa tiếng Việt nó là cái đĩa tồi nhá, cái đĩa kém nhá. Hồi trước nó hỏng hết rồi. Vừa rồi là cái đĩa này cơ. Cái đĩa Nhật này có đến tiếng nó đĩa người ta bảo quản các bác nhìn còn mới tinh này. Nó vạch này. Đấy. Kinh khủng không? Not native reflex. Not native reflex on rail. Em xì xò thế thôi, thực ra em không biết tiếng Anh đâu. Lách bài ở đây coi nha. Ok nha, thế đĩa nó đọc. Đấy. Cái đĩa này em test thêm, em sẽ không bao chạy chức năng đĩa này nha, bởi vì là về cái này dùng thì bây giờ nói chung là mắt mũi của bọn này nó là mắt bại, nó về dùng khi nào hỏng bỏ thôi. Đấy. Còn từ bên kia người ta dùng thì nó đã có một phần khó nhất định rồi. Bây giờ về đây cũng chẳng biết lúc nào nó chết cả. Đấy, còn sau này nó chết thì các bác mang đi thay sau, còn bây giờ dùng được cứ dùng nha. Và nếu muốn mắt bền thì đừng dùng cái đĩa này. Đấy, tỷ lệ chỉ 9 đĩa thì sẽ có thể có khoảng 1-2 đĩa hoặc 3-4 đĩa nhưng nó không đọc. Thì các cái đĩa này đĩa nó kém quá các bác nhé. Và nếu như các bác cố tình dùng các cái đĩa này thì nó sẽ rất nhanh hỏng mắt. Khuyên các bác là nên mua những cái đĩa xịn mấy trăm nghìn mà dùng thì nó bền mắt hơn. Đấy. Onkyo 9GX Noan R9 tất cả là đường quang đường điện thoại đều chạy ok nhé. Đấy, cái này có thể nghe guitar không lời cũng hay, hoặc là nghe các cái nhạc vàng cũng rất ok. Biết là remix như thế nào. Đây, ví dụ như Bolero này. Rồi, mình ấn đây bút này, chuyển sang đường. Để vào đường này nhá. Rồi bắt đầu đánh sâu phết đấy. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lòng anh. Có thể cái loa hình thức nó hơi kém một xíu thôi, nhưng mà với chất âm thì phải nói rằng nó rất là tuyệt vời. Bác nào chỉ quan tâm chất âm thì con này rất là tuyệt vời nhá. Anh mong xanh bước con của chính mình vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung. Mùa thì năm cuối sông em theo trong xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tìm nơi. Đây remix nhá. Em remix được không? Thank you.
Ok, thì đây là bộ on cơ FL9GX. Nó kết hợp với nó là con L9. Đấy, thì nếu như bác nào lấy cục nẻ nhá, thì cục nẻ của cái bộ này nó là 1,5 triệu. Đấy. Và đôi loa của nó là 1,450 triệu. Đấy. Bình thường ra hàng nó đẹp hơn thì nó khoảng 1,8 triệu. Đấy, con này thì 1,450 triệu thôi. Cái tổng nó là 2,950 triệu, nhưng mà các bác lấy cả combo này thì em giảm giá cho các bác là chỉ còn là 2,600,000 nhá. 2,600,000 đồng. Đấy, 2,600,000 đồng. Và mình được tặng dây loa, dây điện thoại để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc. Đấy. Được tặng thêm dây loa, dây điện thoại để cắm máy tính nghe nhạc các bác nhá. Ok. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.